Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Agrarian Sky 2. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái chest nữa ở phía trên để chúng ta bỏ bớt đồ vô trỏng. Mình cần giải tỏa bớt, mình cầm quá nhiều đồ rồi, rất là nguy hiểm cho mình. Nên mình muốn quăng lên trển bớt. Chúng ta bỏ cái chảo lên và con sâu rồi đã được nấu rồi nè. Mình sẽ ăn nó. Chúng ta có thể thấy là nó hồi lại được cũng kha khá. Và bây giờ chúng ta sẽ đỡ, chúng ta không bị đói nữa. Ồ, đừng lắc chứ. Lắc như vậy vô cùng nguy hiểm. Bây giờ mình sẽ lại đây để đập chết mấy con zombie hay là mấy con quái gì trong này. Như các bạn cũng có thấy được là tụi nó. Oh yeah. Wow. Chúng ta được up lên. Cây này nó có auto repair luôn. Tuyệt vời. Bắn hoài vậy mấy đứa. Khổ thật. Nó bắn không có trúng nhưng mà nó cứ bắn hoài à. Xương nhiều máu dữ vậy. À hiểu rồi, cái cây này của mình nó bị gãy rồi, nó cần phải được sửa lại. Và bây giờ chúng ta có cái gì trong này không? Thấy đầu lâu với xương cũng khá nhiều. Và có cả thịt thúi nữa. Cái cây này đã được nâng cấp lên có phần tự sửa, nó lên cái phần moss á. Khỏe. Stone bao. Chúng ta có thể cập nhật nó lên khi mà chúng ta có được đá cuội. Và ngày hôm nay mình sẽ cố gắng để có được đá cuội để chúng ta làm cái lò nấu. Sau khi làm cái lò nấu rồi chúng ta sẽ có thể bắt đầu đổ nước ra và chúng ta làm được một cái cobblestone generator. Đầu tiên chúng ta cần phải coi chúng ta có gì trước nào. Cái quyển sách nhiệm vụ. Chúng ta hãy mở lên. Chúng ta đang có 8 mạng và bấm vào đây. Học chơi cài block. Và bây giờ mình đã có được nhiệm vụ này bởi vì mình giết mấy con quái. Chúng ta có thể chọn cái pork. Pork này có dễ làm hay không? Ở đây thì mình search cái Mundane Amulet đó, để mình coi thử cái tác dụng nó là cái gì. Mà nó chỉ giới thiệu là mình tạo ra được cái đó trong Thumbcraft thôi rồi không biết làm gì nữa hết. Bây giờ chúng ta coi cái pork nào. Cái pork. Pork. Nó đâu rồi? Không thấy. À đây rồi. Chúng ta chỉ có thể cast nó thôi đúng không? Mà tác dụng của nó để làm cái gì? Để nấu đồ ăn. Bây giờ chúng ta chưa có bất kỳ thứ gì liên quan đến Balm Harvest. Vì vậy mình chắc sẽ không lấy nó. Ta lấy cái túi này đi. Sau khi hoàn thành xong, ta có được cái điệu nhạc rất là vui tai. Water from the air. Rework. Khoan, ngủ ngủ một cái đã. Và chúng ta phải sửa cái cây cuốc đó, nếu không sửa thì mình sẽ mệt lắm đây. Và cái bản boss này nó đã không cho sử dụng cái đồ bằng đá, mình đã làm một vài cái đồ bằng đá và không xài được, thật là đau lòng, đau lòng. Bây giờ chúng ta có một trái tim, chúng ta hãy cầm lên như thế này và bấm phải chuột, nó sẽ tự động cộng dồn vô. Và chúng ta có một cái túi. Chúng ta hãy coi thử coi. Hồi. Thon lam. Nhảm nhí. Thon lam. Đâu rồi. Đặt đây chơi. Cái này chỉ là làm, gọi là làm màu thôi. Nó sẽ cho chúng ta ánh sáng. Sẵn có xà chơi. Và một cái. Cắt một cái ngay đây là vừa. Một cái ngay đây đi. Ở trong đó vẫn tối. Ta sẽ có được những cây đèn. Hài quá đi. Mình đã làm theo một cái cây để lấy sợi. Và chúng ta có được một vài món rớt từ quái ra. Mình nhớ mình còn một cái bịch gì nữa mà ta. Không có hả? Mình nhớ mình còn một cái bịch gì đó. Cái bịch đồ loot gì đó. Hình như chúng ta dục mất rồi hay sao á. Nhìn vào đây không thấy nữa. Loot, nó kêu là loot. Nó, ta bấm này lên. Ta không thấy. Không thấy. Vậy là không có. Đau đớn. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra xem chúng ta làm cái được cái gì tiếp nào. Void box. Void box chắc cũng phải cần có đá. Cái này complete rồi. Chúng ta làm mossy repair. Alternative clay bucket. Fire clay bucket. Và bây giờ chúng ta sẽ mình có thịt thúi rồi đúng không?
Ta có một mớ thịt thúi thì thường là mình lấy thịt thúi để ăn. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta không có cần thịt thúi để ăn nữa. Ăn thịt thúi vẫn được nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái rotten flesh đặng là làm đất. Và bây giờ chúng ta sẽ cần thêm hai cái nữa. Rotten flesh nó sẽ ít hơn cái chưa có sữa cái cây đó nó là chạy qua bệnh. Thì cái rotten flesh này nó chỉ tăng lên 10 thôi, còn cái chòi non này nó sẽ cho nhiều hơn. Vì thế ai thích chòi non thì xài chòi non, còn người nào nghèo như mình thì giai đoạn đầu này có thể sử dụng rotten flesh cũng được, bởi vì cái rotten flesh dễ kiếm hơn là cái chòi non. Bây giờ chúng ta qua chặt vài con nữa để chúng ta lấy đồ luôn cho rồi. Ta có khúc xương kìa. Mình đứng ở đây. Vậy là bản mod này nó đã cho phép chúng ta có thể an tâm. Creeper vẫn nổ nhưng mà nó sẽ không bị bể hết tất cả những cái món đồ ở chỗ con Creeper nó nổ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ta hãy cẩn thận đi ngang qua, ta chỉ có một cái thịt thúi thôi sao? Và chắc là mình sẽ ăn não zombie đi. Nó sẽ làm cho mình bị đói, tuy nhiên là nó vẫn lên cây thức ăn thì cũng không sao hết. Ta được spawn cow. Cái này thì khoan. Những món này vô cùng quan trọng, ví dụ như là những món này nè. Chúng ta nên để dành sau khi chúng ta đã có được đá củi, chúng ta xây một cái sàn đàng hoàng á. Chúng ta sẽ làm những cái đó ra. Chúng ta sẽ bắt đầu có thể ăn thịt được. Ăn thịt là thịt mấy con này á, chứ không phải là ăn thịt kia. Bây giờ mình có thể gom mấy cái này xuống, đem bỏ xuống dưới. Mấy cái cung này chắc mình sẽ gộp lại. Chúng ta gộp hai cái cung này lại để cho cái độ bền nó cao hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ lấy cây rút. Ta lấy cây rút của tôi đâu rồi? Mình làm thêm một vài cây rút nữa mà. Bây giờ chúng ta sẽ lấy hết phần này. Và bây giờ chúng ta sẽ phải trồng một cái cây mới, bởi vì mình muốn chúng ta làm một cây táo. Ta sẽ làm một cây táo để chúng ta có đồ ăn. Và đầu tiên là mình sẽ phải cần kiếm táo. Khổ lắm, nếu không có táo thì không làm được đồ ăn. Ủa, hồi nãy mình cho miếng thịt thúi vô đây chưa ta? 90%. Vậy là cho rồi đó các bạn. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải chạy ra farm thêm zombie thì mới được. Chúng ta thấy nhìn trên bản đồ nhỏ ở góc phải phía bên trên, chúng ta thấy được một vài con xương. Cũng không có gì nhiều nhưng mà xương không à. Cái lúc này thì lại không cần xương nhiều cho lắm. Chúng ta cần đó, chúng ta có con tầm. Có con tầm kìa. Có khá là nhiều tầm thôi, ăn đỡ đi. Để nấu lên ăn đỡ đi. Bây giờ như mình nói mình sẽ lấy đâu rồi, chòi non của tôi đâu hết rồi. Bỏ này hết rồi, thấy chưa? Lấy cái chảo ra nấu con tầm đi. Chúng ta để ở ở đây nấu đỡ. Và còn cái gì có thể nấu được hay không? Mình sẽ sử dụng gỗ ha. Gỗ nấu thì hơi hơi chơi sang quá. Thôi chúng ta đổi thành cái này đi. Ủa lộn, sao nó lại đổi vị trí? Loot. Bỏ cái đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ trồng cái cây xuống nào. Mình bột xương thì bây giờ chúng ta đã có nguồn bột xương rồi, nên không cần lo nữa. Chúng ta dùng cây crook nào. Chúng ta được trời non. Mình muốn kiếm mấy trái táo. Quăng vô luôn cho nó decompose luôn. Một cái cũng không thành vấn đề. Cái này nó cũng hơi bị khó kiếm. Chà, cho chòi non nhiều nhiều chút đi. Đúng rồi, phải vậy chứ. Tôi rất là cần chòi non. Chặt cái cây này xuống luôn. Chúng ta rất rất là cần những cái chòi non để chúng ta có thể. Nếu mà bạn có nhiều chòi non thì không sao. Còn nếu mà bạn có ít thì sẽ khá là khó khăn giống như mình. Chúng ta chặt ra luôn nào. Và chúng ta đặt lên. Ta đang bị đói. Rất rất đói. Chúng ta phải nhanh kiếm được trái táo mới được. Đẻ lên nào. Cây rút đã gãy. Trời non không vậy? Hồi ban đầu mình quên mất. Chúng ta đáng lẽ phải để lại một trái táo để chúng ta làm cây táo có đồ ăn cho nó dễ.
Thôi dù sao cũng đã lỡ. Chuyện gì cũng đã lỡ rồi. Bây giờ chúng ta chặt nó ra nào. Chặt nó ra, chặt nó ra. Đập nó ra luôn. Trời non không vậy ta? Cho trời non nhiều quá. Nhiều hơn mức cần thiết luôn á. Chúng ta lại tiếp tục trồng cái cây đó lên nào. Wow. Ồ, đó, 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 đó. Xuất hiện rồi đó. Nó đã xuất hiện. Và điểm chúng ta đang tìm kiếm nó đã xuất hiện rồi. Bây giờ mình sẽ phải chặt cái cây này xuống. Mình sẽ cần chỗ để mình trồng cái cây táo lên. Mình sẽ chọn ở một vị trí khác để chúng ta trồng cái cây táo lên. Nó sẽ không đụng chạm gì đến cái cây này bên này hết. Chỗ này là chỗ để trồng cây, để mình chặt cây thôi. Bây giờ mình vẫn cần gỗ. Bây giờ chúng ta kiếm một cái nơi nào khác đi. Có lẽ là mình sẽ phải nới cái sàn ra thêm một chút xíu. Mình không muốn nới cái sàn quá nhiều, bởi vì chúng ta sẽ còn đổi cái sàn này thành một cái loại loại đá cuội. Nếu mà mình làm nhiều quá thì cũng mất công lắm. Ví dụ như từ đây, chúng ta hãy bước ra một cách cẩn thận. Chúng ta sẽ có cái cây ngay tại đây đi. Mình đã lấy cục đất theo mà, nên chúng ta sẽ kéo cái cây ra xa một chút xíu. Bây giờ để mình đi vô từ từ, từ từ, từ từ. Crafting station của tôi. Chúng ta đổi này thành ván gỗ và đổi một mớ. Mình cũng sẽ cần thằng một mớ để mình lót cái đường ra ngoài kia. Cho nên chúng ta làm luôn. Hãy cẩn thận. Cẩn thận. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Ta lót dư ra chút xíu. Lỡ có cần thêm thì chúng ta vẫn còn con đường rộng rãi và thoáng mát. Ta đặt cục đất vô. Bây giờ bạn chỉ cần một cái chồi non vào trong đó. Một trái táo kế bên là bạn sẽ có được cái cây táo. Và đặt cái cây này xuống. Chúng ta quất cho nó mọc lên. Thì táo nó sẽ có thời gian. Mấy trái cây nó sẽ có thời gian để nó mọc. Chúng ta có thể kích thích tăng trưởng. Ồ. Giọng cười thật là đẻo kén quá đi. Bây giờ chúng ta đã có thể kích thích tăng trưởng được rồi. Bây giờ chúng ta cần kéo cái này ra. Hồi nãy có thể là một vài trái táo của mình nó sẽ rớt xuống bên dưới. Và bây giờ chúng ta không cần lo đến chuyện thức ăn nữa rồi. Mình đã có được một cái chỗ để kiếm bột xương. Mình đã có được cây táo cho chúng ta thức ăn. Như vậy là tạm thời chúng ta giải quyết được vấn đề thức ăn. Chúng ta sẽ cần khá là nhiều bột xương đó nha. Bạn cũng có thể đứng đó chờ cây táo nó chín. Nhưng mà chờ nó sẽ khá là lâu. Còn cách này thì nó sẽ nhanh hơn. Sử dụng bột xương. Bây giờ chúng ta ăn một cái nữa nào. Thôi. Bây giờ mình sẽ quăng cái này xuống đây. Và trời đủ tối để đi ngủ chưa? Chưa cho tôi đi ngủ. Nếu các bạn để ý thì trong đó không có nhện. Mình không có cho nhện ở trong. Bởi vì mình không có cần nhện. Màn chơi này không cần nhện nhiều lắm đâu. Nên chúng ta không cần nó phải xuất hiện ở trong. Và cây táo của tôi. Ê ê ê, coi chừng đập lộn. Chúng ta có thể ngủ được rồi đó. Xém nữa thì đập lộn, đập bể cái trái đó là sau này nó không có mọc ra lại nữa. Bây giờ cần cây crook. Ta cần cây crook. Crook, crook. 10 cái đi. Làm được khoảng 2 cây. Và bây giờ chúng ta hãy đập ra nào. Ho ho ho. Bây giờ chúng ta chắc là sẽ phải di chuyển cái cục đất đó ra một chút xíu. Và mình sẽ phải có một cái kỹ thuật nhỏ để lấy lại cục đất đó một cách an toàn nhất. Có đập bể trái táo ngoài đó không vậy? Mình không muốn đập bể trái nào hết bởi vì những cái trái đó nó không có xuất hiện lại. Theo mình nhớ nó là như vậy. Còn cây này nó gãy vậy hả? Không, không, không. Nó tự động sửa thì nó đã sửa xong rồi. Chúng ta hãy đặt xuống đây và chặt cái này ra, chặt cái này ra. Khoan nha, mình sẽ cố gắng để chúng ta lấy lại cục đất. À, rồi, rồi, rồi. Hên quá, chúng ta đã lấy lại được cục đất. Bây giờ chúng ta lắp cái chỗ đó lại. Và bây giờ chúng ta đập bỏ cái cục này luôn. Và
Và chúng ta ốp cục đất vô. Mình sẽ di chuyển cái khu này qua một chút xíu để nó không có đụng chạm gì phía bên kia. Được chưa? Được rồi. Đỡ hơn thôi. Chứ không thật sự là ổn. Bây giờ chúng ta vẫn còn gỗ, chúng ta nên ốp lại cái phần này luôn. Cái cây đó thì từ từ chúng ta giải quyết. Còn bây giờ chúng ta làm cái gỗ này trước đã. Chúng ta kéo ra, sau khi kéo lại đẳng, mình sẽ chạy lại đẳng đập vài con quái. Để chúng ta lấy thêm bột xương. Có zombie kìa. Có creeper nữa nè. Khoan, từ từ, bình tĩnh. Oh yeah. Tắt cái. Ơi, con đó sao nó có cái gì vậy? Con đó sao nó có lửa cháy gì ghê vậy? Ê, nó bắn được kìa. Cẩn thận. Con zombie đó nó có vẻ hơi khác. Bây giờ chúng ta có cái bịch tiền ở trống hay cái gì ở trống kìa. Ta chạy vô lại lấy coi. Và mình sẽ cần phải ốp ở đây lên luôn. Ồ, nó đây là mũi tên của con xương nó bắn. Ta lấy được cái gì đây? Common treasure. Được 10 đồng vàng. Bây giờ chúng ta sẽ quay về. Và chúng ta có được một vài bình thuốc. Cái bình thuốc này là của con phù thủy nè. Của Hot Girl á. Ở trong vẫn có Hot Girl bởi vì đây là phiên bản 1.7.10. Phiên bản này đã bắt đầu có Hot Girl rồi. Có vui, Hot Girl thì hỗ trợ mình trong thời gian đầu thôi. Chúng ta cũng không cần nhiều thứ quá. Giờ cái quan trọng là bạn phải farm cây để lấy chồi non cho lẹ cũng được. Có hai cách. Thì cái làm được cái đó thì theo mình tiết kiệm thì vẫn là xài thịt thối của zombie. Bởi vì chúng ta chỉ là chặt. Cái cây này nó lên cấp thì mình được thêm một cái modifier để mình cho thêm mấy cây bách xê ở dưới cộng vô mà. Mình cần thêm táo đi. Ta làm thêm một vài trái. Cái cây này là cái cây còn hơn cây công nghiệp nữa. Chỉ cần lợi đó, bấm là xong. Ta coi thử coi bây giờ mình còn làm được cái gì nào. Void box hả? Void box chắc chưa được. Ta hãy coi thử Aqueous Accumulator. Aqueous, viết sao vậy? Accumulator đi. Aqua trước đi. Đây nè. Aqueous. Oh, machine frame hả? Kiến hả? Copper gear. Machine frame thì phải có tin gear. Machine frame basic. Basic thì phải có gear. Những món này hơi bị khó. Bởi vì mình chưa có được một cái cobblestone generator. Chúng ta sẽ phải kiếm cobblestone generator trước. Bây giờ chắc là chúng ta sẽ phải lấy hết xương ra xài. Những thứ nào không quan trọng thì chúng ta sẽ quăng ngược lại vô trong đó. Ta lấy hết xương ra chưa? Thịt thối thì mình sẽ xài luôn. Cung thì bỏ vô trong. Bây giờ chúng ta bỏ thịt thối vô trong này. Bặt. Và một cái. Rồi, hy sinh lắm á nha. Được rồi, xài vừa phải thôi. Đặng còn có cái mà chơi nữa chứ. Nếu không là hả, ngồi đó đói meo râu luôn. À, nãy giờ mình không được con sâu nào hết. Trong tập này chúng ta đã có được phần thức ăn để giải quyết vấn đề bị đói. Tuyệt vời. Cây táo đã có. Như các bạn thấy thì cái cây táo nó rất là đơn giản để làm. Thì cái đó là cái mà bạn nên làm trước. Có những cái nên làm trước. Và cái những cái đó thì theo mình nghĩ là người ta nên để những cái nhiệm vụ đó để cho mọi người biết. Chứ như vậy thì nó giống như là giấu đi. Rồi người ta không biết xài. Chúng ta phải mong chờ một cái cơn mưa. Hoặc là mong chờ đồ chẳng hạn. Ta chặt cẩn thận. Ê! Chết! Xem nữa. Hot girl á mà. Hot girl chơi mình. Có cái đầu hot girl kìa. Qua bển lấy chơi. Đầu hot girl.
Oh yeah. Đồ nó bị rớt xuống dưới không ta? Có thể. Có thể. Bây giờ mình sẽ chạy qua bển. Mình chỉ cần đi thôi cũng được. Chúng ta ăn một miếng nào. Ồ, cây táo này nó chỉ có 3 trái thôi đúng không? 4 trái, 5 trái. Nó chỉ có 5 trái. Vì vậy chúng ta phải giữ gìn nó mới được. Đâu có zombie, đâu có hot girl. Cái này là Minecraft hả? Rớt ra thì cũng vui. Chúng ta có cái để chơi thôi mà. Cũng không ích lợi gì đâu. Bây giờ thịt thúi này theo mình biết là chúng ta có thể đem phơi khô. Để nó kêu là zombie jerky thì phải. Ở đây nè. Nhưng mà chúng ta phải cần có cái muối. Mà muốn có muối thì hơi bị khó. Chúng ta phải có nước và chúng ta phải có cái pot hồi nãy. Nên mình chưa làm đâu. Mình sẽ sử dụng thịt thúi để làm đất hết. Có lẽ chúng ta đã không kịp để có thể làm được cái cobblestone generator rồi. Như vậy là có thể trong tập sau chúng ta sẽ làm cái phần đó đi. Còn bây giờ ngày hôm nay chúng ta đi giải quyết được nạn đói. Nạn đói này đã xảy ra cũng khá lâu và bây giờ mình đã giải quyết được nó thì mình thật là mừng. Bây giờ cái quan trọng là mình sẽ có thêm chòi non để chúng ta làm cho nhanh. Chúng ta sẽ cần 9 cục đá. Chúng ta có đất rồi, chỉ cần lấy búa đập là được. Búa đập nó sẽ thành đá cuội. Đúng không ta? Lâu quá rồi, không nhớ nữa. Hồi trước cũng có chơi phần 1. Nếu bạn chưa biết thì mình cũng đã từng chơi Ark Raiden Sky 1. Tuy nhiên là mình cảm thấy cái bản mod thời đó nó không hay cho lắm. Nó có nhiều thứ mình không thích. Vì thế mình không tiếp tục nữa. Và bây giờ phần 2 thì bản mod của 1.7 nó sẽ hay hơn. Nên thích hơn. Và bây giờ nếu mà mình quăng cái này vô thì nó sẽ bị ổn, ổn, rất rất là ổn. Chúng ta lại chặt con zombie nào. Cẩn thận nha. Cẩn thận. Angry zombie. Có con zombie gì đó. Có con xương hay con gì đó. Nó có cái ấy à. Nó nổ một phát chết hết luôn. Hình như có một con xương nó có cái lồng sắt ở trên đầu hay sao á. Nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy. Wow. Còn ngoài kia nữa. Cẩn thận nào, cẩn thận. Nó rớt ra tới ngoài này luôn. Bây giờ chúng ta lấy cái này đi. Ê, đừng có chạy. Chạy rất là nguy hiểm. Skyblock này mà chạy là rất 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 là nguy hiểm. Rồi nó đi compo rồi kìa. Bây giờ mình sẽ lấy cây búa. Cây hammer. Cây búa này sẽ được dùng để đập cái phần đất đó. Và trong lúc chờ đợi. Mọc lên con. Ôi cây cao quá vậy. Chết tôi. Chết tôi. Cây cao quá. Cây này nó hơi bị cao. Và nó sẽ khá là nguy hiểm khi mà mình trèo ra ngoài để mình chặt cái cây. Nó được cái gì vậy? Haze Grandmaster lên cấp ghê vậy. Mình đâu có thêm cái modifier rồi đâu, tự động nó lên cấp thôi à. Vậy là chúng ta sẽ phải mau chóng làm cái kiếm hay là làm cái gì đó. Thì kiếm mấy cái này, kiếm thì chỉ làm được từ những cái món đó thôi. Chắc không cho làm kiếm gỗ đâu, mình không muốn làm kiếm gỗ lỡ mất nữa uổng. Chúng ta mong chờ làm từ giấy kìa. Đó, cái này lấy được rồi nè. Cái này thu hoạch sao ta? Phải chuột vô hay là đập? Ồ. À, nó tới đây thì mới được. À, chúng ta có thể đập ra. Nó phải lớn hơn nữa thì mới được. Chúng ta vẫn có thể đập ra, không sao hết. Và cái trái nó vẫn còn ở đó. Mình nhớ là nếu mà bạn đập trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ mất luôn cái trái đó đó. Cẩn thận. Cây này hơi bị cao. Có điều nó lại không cho được bất kỳ một cái nơi nào an toàn để mình có thể đứng.
Trời không to tối nhưng mà mình đứng ở trong này thì nó bị tối. Chúng ta hay lụm gỗ lên và chúng ta leo lên trên đó. Một số bạn hỏi mình sao không xài cái bản mod mà cho mấy cái lá cây này nó tàn mau lên. Thì cái bản mod đó không phải muốn cài là cài. Cái này là bản mod của người ta làm, người khác làm. Thì họ muốn bỏ cái gì vô họ bỏ, còn chúng ta không có bỏ được. Nó không có giống như những bản mod thông thường. Nếu mà bỏ vô nó sẽ có những cái vấn đề khác. Trừ phi bạn phải biết về biết khá là nhiều về cái phần mod này nè mới dễ làm được. Nên bây giờ chúng ta với lại mình có một cái mình nhớ là hình như sử dụng cái món đồ của Tinker á, mà chặt một cái đi từ dưới lên hết nguyên một cây á, thì nó mới tàn nhanh, còn bình thường chúng ta chặt bình thường thì nó vẫn không có héo quá nhanh. Bây giờ mình sẽ đập hết cái cây này ra. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã giải quyết được vấn đề về thức ăn. Vì thế chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!